Tương lai không chỉ phụ thuộc vào điểm số hiện tại, tương lai phụ thuộc vào việc con bạn chọn đúng ngành nghề sở trường. Học mới trả hành, điểm thấp như thế này, sau này làm sao có tương lai được hả con? Này, nhìn đây, này, đây, nhìn đây. Liệu bạn đã thật sự hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của con mình? Định hướng nào là phù hợp và tốt nhất cho con của bạn? Tương lai không chỉ phụ thuộc vào điểm số hiện tại, tương lai phụ thuộc vào việc con bạn chọn đúng ngành nghề sở trường. Làm sao để biết chính xác sở trường và thế mạnh con bạn là gì một cách khoa học nhất? Sử dụng ngay dịch vụ Sinh Chắc Vân Tay, dịch vụ khoa học giúp định hướng đúng tiềm năng và lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp dành cho cá nhân được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Sinh Chắc Học Vân Tay giúp bạn trả lời câu hỏi tiềm năng phát triển của con mình là gì? Con bạn phù hợp với lĩnh vực nào? Để từ đó có câu trả lời chính xác cho việc nghề nghiệp mà con bạn nên theo đuổi đúng với sở trường và tính cách. Chấm dứt việc góp ý cho con dựa vào cảm tính. Chấm dứt việc không có cơ sở để trao đổi với con về tương lai. Hãy khiến mình trở thành một ông bố bà mẹ thông thái bằng việc dẫn dắt con có cơ sở khoa học. Dịch vụ Sinh Chắc Học Vân Tay cùng chuyên gia Đàm Nga tự tin đồng hành cùng gia đình và trẻ trước những quyết định quan trọng của hành trình khôn lớn và thành công. Dịch vụ cam kết tư vấn chuyên sâu phù hợp cho từng gia đình và nhận được lời khuyên trọn đời. Liên hệ để được tư vấn chi tiết về dịch vụ. Đàm Nga, Sinh Chắc Học Vân Tay giúp bạn thấu hiểu bản thân và hoạch định tương lai.